Vietnam Esports TV và ngày hôm nay chúng ta đến với bảng B của JBL 2015 mùa xuân. Và trước khi bước vào trận đấu trong loạt đấu ngày hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua ở thời điểm hiện tại trên bảng xếp hạng, thứ hạng của đội sẽ như thế nào. Và F5 bằng điểm với lại Mineski. Họ đang có được đồng vị trí dẫn đầu, nhưng chúng tôi xin được thông báo đây sẽ là một trong những tiền đề để các đội ở tại JBL bước qua một giải đấu khác. Đó là IM Taipei sắp diễn ra sẽ có vòng loại dành cho các đội tại JBL. Và để tham dự vòng loại đó, bạn phải có mặt ở vị trí top 1 của bảng xếp hạng. Do đó, cơ hội để cho F5 đi vào vòng loại đó vẫn còn, nhưng gần như họ phải bắt buộc phải có chiến thắng ở trong trận đấu này. Chiến thắng của họ trước Team Infinity là tiền đề để họ bước lên đầu bảng. Và nếu phía kia Mineski cũng chiến thắng thì cả hai đội sẽ gặp lại trận tiebreak. Và nhưng Alpha Ultimate là đối thủ chúng ta khá khó đánh giá. Và chúng ta sau bảng xếp hạng, chúng ta sẽ điểm qua ở cái lịch thi đấu của ngày hôm nay. Thì cặp đối đầu tiên sẽ là giữa Team Infinity đối đầu với lại Sài Gòn Fortify. Và lúc 7 giờ thì sẽ là Mineski đối đầu với Alpha Ultimate. Chính xác, đây sẽ là hai cặp đấu gần như sẽ có thể xác định ngay cái vị trí đầu bảng sau tuần thi đấu này rồi, để xác định xem đội nào sẽ đội đại diện cho bảng B này tới với vòng loại IM Taipei sắp tới. Một trận đấu mà như đã nói, nếu như F5 muốn chắc chắn có được vị trí top 1, tiebreak không thì chưa tính, thì họ bắt buộc phải thắng cái trận này có trọn vẹn 3 điểm trước đã. Và chúng ta tới ngay với đoạn cấm và chọn cuộc đối đầu giữa Sài Gòn Fortify và đối thủ của họ là Team Infinity đến từ Thái Lan. Và trong trận đấu này thì ở lượt trận đầu tiên thì Team Infinity sẽ đứng bên đội bên trái, sẽ được chọn trước và cắm trước. Và ngay lập tức thì phải cắm dây của vị trí Ultimate thôi, vì đây là một vị tướng mà khá nguy hiểm ở khu vực giữa. Phiên bản mà chúng ta đang thi đấu ở mấy chủ giải đấu này vẫn là 4.20. Do đó bên phía của F5 ở bên phía đội 2 họ bắt buộc phải đưa lượt lựa chọn cấm, đó là vị trí Warwick. Và Janna lượt lựa chọn cấm khá thú vị từ bên phía của Infinite, bởi vì nếu các bạn nhìn vào đội hình ra quân của bên phía F5, Yuxin chứ không phải chính xác, thì chắc là họ quên. Nếu mà vị trí của Uzi thi đấu thì Janna mới là sự lựa chọn thực sự cần thiết để cấm. Còn với Yuxin thì những vị tướng mà tại đấu trong những trận vừa rồi, đó là Leona, đó là Thresh và cả Rom nữa, thì gần như không có trận đấu nào người ta thi đấu những vị tướng hỗ trợ mang hướng phòng ngự như là Nami hay là Janna cả. Nên cấm thì chắc là bên Team Infinity họ sợ những vị tướng có khả năng phá đấu tranh tốt. Còn lượt cấm tiếp theo của Sài Gòn Fortify thì nó nhắm vào Fizz ở khu vực đường giữa của bên phía Floaty. Đây, giải đấu tại JBL thì Fizz cũng đang trở thành là một trong những vị tướng được cấm khá là nhiều, nhưng mà cái vị trí đó nó vẫn nằm hình như bên phía của Lissandra thì phải ở trong giải đấu này. Còn bây giờ thì ba lượt cấm của bên phía Infinite đã xong, đó là họ nhắm tới hai vị trí vào Optimus với Jay và Orianna được cấm, lựa chọn cấm cuối cùng của họ là Janna. Và không biết Sài Gòn Fortify họ có thả ra Zavan cho phía kia không, vì nếu cấm Syndra rồi thì đây Team Infinite có lợi thế là chọn cho mình Zavan đầu tiên, vị tướng đi rừng rất khỏe. Nhưng mà nếu là Na thì tôi nghĩ là cũng không thật sự là hợp lý lắm, vì ở khu rừng trên vẫn đỡ Lissandra. Bên phía Sài Gòn Fortify đang có một lợi thế rất lớn là chọn cho mình, đó là cả Lissandra lẫn Na khu rừng trên. Lissandra lẫn Zavan khu rừng. Bởi vì rõ ràng Na mặc dù đúng là vị tướng khó chịu thật, nhưng không phải thuộc dạng mà tôi nghĩ rằng đến mức cần phải ưu tiên ở lượt lựa chọn đầu tiên, bởi vì Aurelia, Rumble, Lissandra đều là những vị tướng mà bạn có thể đánh với Na được. Có thể bạn không thắng đường được, nhưng và khả năng mà của ba vị tướng ở trong những pha giao tranh gần như là vượt trội hơn Na rất nhiều, bởi vì cái sự phụ thuộc của Na vào chuyện là bạn có khổng lồ hay không. Do đó bây giờ F5 rất thoải mái, thậm chí tôi nghĩ là họ không cần chọn đường trên quá sớm nữa, bởi vì Na chẳng thể nào có vị trí nào khác để đi được. Họ cứ thoải mái chọn các vị trí khác, họ ưu tiên cho Shinki với Zavan, vị tướng được chọn nhiều nhất tại CBL tính tới thời điểm này, và Koki ở vị trí xạ thủ dành cho Minas. Thời điểm mà Koki vẫn đang rất mạnh, gần như là mạnh nhất ở khu vực xạ thủ thôi, thì phiên bản 4.20 thì Lucian vẫn còn đó, nhưng Koki tương đối khỏe ở giai đoạn giữa trận đấu. Thêm cả đó là Zavan nữa, những sự lựa chọn cực kỳ mạnh của Physical Fortify. Và như nó là cái lượng lựa chọn Na đó, thời điểm đầu thì bạn khó kiểm soát cái lượng nổ nên cảm giác thật sự còn mạnh. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì khi mà đã quá quen nhiệt đấu với Na rồi, thì cái việc mà bạn thấy đối phương gần đầy đủ nổ thì chắc chắn phải lùi về thôi, rất dễ dàng trong phía Sài Gòn Fortify để kiểm soát. Và khiến cho họ không phải ngại đối đầu vị trí của Na lắm, và đặc biệt Aoyeye thì đấu Na rất là nhiều. Nên tôi nghĩ rằng anh ta cũng tính toán là chính xác thời điểm đó để đối đầu vị trí của Na thôi. Còn sau đó thì nhận ra rằng mình có thể để lọt Lissandra vào tay của F5 là điều tương đối là nguy hiểm, bên phía Infinity tiếp tục chọn Lissandra. Lissandra ở vị trí đường giữa đánh cũng được thôi chứ không có vấn đề gì cả, nhưng bởi vì họ đã cấm khá nhiều những vị tướng mạnh ở đường giữa trong tay Optimus rồi, cho nên họ tự tin rằng mặc dù vị tướng tầm ngắn như là Lissandra họ vẫn có thể chống chịu được với Optimus. Shinra cũng không còn nữa, mối đe dọa là không còn nhiều. Vậy chắc là còn vị trí Serat ở khu vực đường giữa và Z ở Ultimate, hai sự lựa chọn tương đối là hữu hiệu thời điểm hiện tại, vì Zay đã bị cấm rồi, Orianna bị cấm, Fizz và thêm cả Syndra nữa. Azir tiếp thì sao? Nếu là Azir
có nghĩa là anh ta tự tin đem Azir ra trong trận đấu đối đầu với Sơn Đại Bình đó, cái màn trình diễn Azir của anh ta thì nó Không không ấn thực tượng. sự ấn tượng, và cái việc mà những tình huống mà tương đối là đơn giản như là tóc biến né chiêu cuối của anh ta không thể cản phá đó, thì cái thời điểm cách đây chắc chừng một khoảng lâu thì anh ta tóc biến rất là tốt, nhưng mà cái trận đấu đó thường đó là Azir anh ta cầm nó hơi nhát tay một tí. Như vậy là chưa, Optimus sẽ giấu con bài của mình trong trận này, tới cuối cùng họ chọn Malphite ở khu vực đường trên và Alistar ở vị trí hỗ trợ, một đội hình phải nói là khả năng chống chịu và gây hiệu ứng của bên phía F5. Họ đang có 3 hiệu ứng hấp tung ở vị trí của Zavan, của Malphite, của Alistar, vậy thì không lẽ là sách Yasuo trở lại ở 4.20 này. Là nếu mà được thì có thể là Xerath cũng được, vì với khả năng lao vào rất tốt như vậy thì khả năng kéo máu từ phía ngoài từ Xerath có kỳ sẽ là một vị tướng tương đối là hiệu quả. Ở đây họ khả năng chống chịu rồi, đến từ vị trí của Zavan thêm cái là Malphite nữa, sát thương có giai đoạn giữa trận đấu và họ chỉ cần đi đường tới giai đoạn cấp độ 6 thôi, thì đó sẽ là khoảng thời gian rất mạnh của phía sài gòn Malphite. Chiếu cứu vị trí Malphite, cái khả năng mà tiếp cận của Jhin là rất tốt, và đội hình đó đội hình tương đối nhiều sát thương ngoài giai đoạn giữa trận đấu đó. Còn bên phía của Infinite họ cũng đang muốn chọn một đội hình mà gọi là cái khả năng mở giao tranh phải nói là cực kỳ mạnh mẽ luôn. Họ có vị trí của Lee Sinra và Pantheon là hai vị trí có khả năng mở giao tranh cực kỳ tốt, với Lee Sinra là khả năng băng vào với E, với Pantheon là cú trời sập của mình, thêm sự hỗ trợ của Nami nữa. Cái bộ đôi mà Lee Sinra, Rey, Pantheon là bộ đôi phải nói rằng họ dồn sát thương cực kỳ nhanh và khủng khiếp. Tức là bạn chỉ cần đó là Lissandra với cả Ray thôi, vì khi Lissandra đã dùng Hai chiêu chiêu cuối cuối. vào hai chiêu cuối kết hợp vào gần như là hủy diệt bất kỳ thành viên nào rồi. Giờ đây thì đó là đội hình mà họ chọn cho mình Nami thêm cả đó Pantheon, thì cái khả năng rút lui của họ rất là tốt khi đối phương nó lao vào rồi, đến từ Zavan là Malphite, thì cái chiêu cuối của Nami hoặc cái chiêu cuối của vị trí nào khi biến nổ lên nó sẽ khiến cho đội hình bên phía sau ở Malphite họ đã lao vào rồi thì không có bất kỳ cách nào mà họ đã thể thoát ra được cả, thì đó là khoảng thời gian cho Lee Sinra giữ chân đối phương lại. Rek khả năng lướt đi, có khả năng cơ động và sát thương của anh ta gây ra tức thì, nên việc mà anh ta chạy trốn thì tương đối là dễ dàng. Và nếu mà tôi vẫn nghĩ rằng nếu là Xerath hoặc Zed sẽ tốt hơn, thì nãy giờ cứ xoay 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 thì tôi nghĩ là chọn đại một vị tướng thì Họ đang để vị trí Optimus đang có ý định để đó chứ Yuxin đang đổi chứ đó là Z ở vị trí đường giữa, thì thực ra đây một đội hình mà chúng ta thấy rằng mới nhìn sơ qua thì lượng sát thương chủ yếu sẽ là vật lý, nhưng có khi là vị trí xạ thủ rất đặc biệt, đó là anh ta có thể được nhét vào cái đội hình mà thiếu. đúng vậy thiếu sát thương phép rất tốt, bởi vì một lượng không phải là nhiều lắm nhưng ít nhất tôi nghĩ cũng phải 30% cái lượng sát thương của Corki đến từ lượng sát thương phép đó, thì nó cũng bù trừ bớt phần nào đó cái việc mà thiếu một lượng sát thương phép ở vị trí đường giữa có Optimus. Còn nói về khả năng giao tranh thì đó là tôi nghĩ là F5 đang mạnh hơn, mặc dù đúng là họ một đội hình tương đối là phần nào đó có Malphite đã sẽ phụ thuộc vào chiêu cuối của Malphite, nhưng mà hai vị tướng còn lại đó là Zavan cộng với lại Alistar thì cái sự chủ động trong giao tranh bạn không nhất thiết phải có những chiêu cuối, nó không phụ thuộc vào cái chuyện đó quá nhiều. Và cái đội hình thì họ khả năng lao vào rất tốt, nhưng mà như nói là khi họ đã lao vào rồi thì họ không có cách nào thoát ra cả. Zavan đã lao vào với cái combo đại địa chấn của mình thêm cả là chiêu thức của mình nữa. Alistar mà lao vào thì gần như nếu mà họ lao vào họ phải nhắm vào mục tiêu gần như là quan trọng của đối phương, hoặc là Ray hoặc là Lissandra. Nhưng bên phía kia có Lissandra tương đối khó cho họ cái chiêu cuối mà tự khắc chế, đặc biệt là cái chiêu cuối đó khắc chế luôn cả chiêu cuối của Zed bên phía bên kia. Thì ở khu vực đường giữa này ở đây Floating ta có một lợi thế nhất định, nhưng việc mà anh ta thi đấu tôi nghĩ Ultimate vẫn nhỉnh hơn một tí. Rõ ràng, và bởi vì đầu tiên chúng ta cũng phải xét tới là cái khả năng của các đội nữa, nhìn vào cách mà Infinite thi đấu ở bảng B này họ thua cả ba trận không Hai trận rồi. hai trận thì nói chung họ không để lại nhiều ấn tượng gì cả. Đúng là chiêu cuối của Lissandra là khắc chế bên phía của Optimus rất tốt, nhưng mà bạn phải biết là cái thời gian mà bị hất tung lên bạn sẽ không làm giảm được, nếu như bạn đã xác định mà bị dính cái cú hất tung lên từ bất kỳ thành viên nào của F5 rồi bạn không làm gì được trong khoảng thời gian đó cả, đâu khoảng thời gian rất dài. Nghĩa nếu mà Malphite nó hất tung được một thành viên mà hai người kia cứ phối hợp nhịp nhàng thì gần như ba lần hất tung không lên không thể nào mà sống được cả. Thì nếu bạn bị hất tung lên quá lâu như vậy thì tự nhiên là tóc biến với cả hồi máu hay kiệt sức bạn cũng không làm gì được, thì có khoảng thời gian rất dài ở vị trí của Optimus cộng với Nash gây sát thương vào, thì nghĩa là nếu mà họ đã nhắm được một vị trí nào đó mà không còn tóc biến nữa, hoặc là Ray hoặc là vị trí của Lissandra, thì gần như chắc chắn phải nằm xuống thôi. Còn với Na thì có khả năng chống chịu tốt, chắc là họ phải đợi khi nào mà Na không còn đủ nộ nữa, bắt buộc với những thời điểm đó. Và như đã nói thì chuyện mà F5 không phụ thuộc vào chiêu cuối, cái khoảng thời gian giữa các pha giao tranh nhỏ lẻ của họ có thể được phân chia một cách vô cùng thoải mái, vì cái chuyện là họ cái combo của Zavan và Alistar nó cứ có liên tục thôi, khoảng thời gian hồi chiêu nó không phải là quá lâu, thì chuyện mà họ chủ động ép giao tranh liên tục trong những tình huống mà bên phía của Infinite không có chiêu cuối sẽ là lợi thế cực lớn họ, bởi vì hầu như là Na thì không nói phụ thuộc vào chuyện biến hóa khổng lồ, còn bốn thành viên còn lại Infinite họ đều là những vị tướng mà phụ thuộc vào chiêu cuối rất lớn. Và đúng chính xác là như vậy, vì cái chiêu cuối của Ray thì cái sát thương mang lại với Lissandra là những cái
tầm quan trọng và rất là cao, thì khiến cho giờ đây nếu mà họ muốn đánh phải đánh một pha thật sự lớn và ép đối phương vào những tình huống giao tranh quan trọng để khiến đẩy mạnh cái lợi thế của mình. Còn nếu không cứ chia lẻ người ra thì những chiêu cuối đó không kết hợp lại thì rất khó khăn. Nếu mà ở khu vực đường dưới, việc mà Pantheon di chuyển xuống trước cấp độ 6 thì rõ ràng Zavan với cả Corki và Alista sẽ lợi thế hơn rất nhiều. Còn khu vực đường trên thì Malphite đi với lại vị trí của Na thì không khó để ta có thể đi hòa được. Đúng vậy, Malphite thì tự các bạn xác định đi là đi hòa rồi, nhưng mà tôi đang muốn nói là cái kèo là cũng hơi bị khó cho Zavan, bởi vì thực ra Malphite bạn chỉ có thể mua cái lọ rồi bạn lên đó bạn ôm trụ, bạn cố gắng farm mà thôi. Na là vị tướng mà có khả năng gây sát thương theo phần trăm nữa thì nó cũng hơi bị mệt dành cho vị trí Zavan ở khu vực đường trên. Để xem liệu là sự phối hợp giữa cái bộ đôi đến từ Đà Nẵng của bên phía F5 này có tốt ở trong trận đấu này không, bởi vì riêng kia bây giờ là cái độ thông hiểu và độ phối hợp của họ rõ ràng là cao tốt. Và họ đã thi đấu một khoảng thời gian tương đối là hơn dài rồi, hơn một năm, và cái khoảng thời gian đó thì hai người này chính là hai thành viên chủ chốt để giúp cho Đà Nẵng lên mình, họ vươn đến cái vị trí thứ hai của VCS đây mùa trước, nên tôi nghĩ rằng nếu được lên khu vực trên giúp đỡ cho vị trí của OEG một lần thôi thì sau đó có thể hỗ trợ xuống các đường khác, ít nhất để giảm phần nào đó áp lực cho OEG. Còn ở cái đường giữa thì nếu Ultimate thi đấu tốt thì cũng không gặp quá nhiều khó khăn, vì cái tầm của vị trí Lissandra rất khó để việc kéo máu của đường Z, vì với cái phi tiêu sắc lẻ của mình thì có thể ăn lính tương đối là dễ dàng. Ở đường dưới thì cũng tương tự, vị trí của Minas thì cũng không gặp quá nhiều khó khăn phía đầu với lại Vray. Nhưng mà sẽ có một vấn đề rất lớn, đó là chúng ta phải nhìn vào phong độ của F5 đã bị dính một cái ổ gà cực kỳ lớn ở tại VCS A tuần thi đấu vừa qua. Họ đã lần đầu tiên nhận thất bại. Và chúng ta cũng thấy rằng đội hình của họ trong hiện tại cũng không có gì ổn định cả, bởi vì Yuxin, việc mà anh ta ngày hôm nay và ở tại VCS A mà thi đấu ở vị trí hỗ trợ rõ ràng là một điều có nghĩa là bất khả kháng, sẽ có những vấn đề phía sau của bên phía F5 bắt buộc họ phải đưa Yuxin vào chuyện cái vị thế mà đánh hỗ trợ như thế này. Đó không phải là điều mà bên F5 chủ động muốn, rõ ràng là như vậy, bởi vì nếu chúng ta đánh tốt thì đánh ngay từ đầu đánh hỗ trợ rồi, chứ không phải anh ta dự bị rừng rồi bây giờ chuyển xuống đánh hỗ trợ. Thì với một đội hình tạm coi là chắc vá và đang gặp vấn đề như vậy, đây có thể là một bài thử không phải là dễ dàng dành cho F5. Nó không chỉ là tâm lý, còn là còn sự kết hợp giữa Yuxin và Minas. Hai người này kết hợp gần như không thể nào bạn so sánh với Minas và Uzi cả. Thêm cái vấn đề là trong những đấu mà Yuxin thi đấu, việc anh ta ăn được rất nhiều điểm hạ gục nó khiến cho vị trí của Minas, và thường thường là nếu so với pha thi đấu thì điểm hạ gục chỉ chia cho hai vị trí thôi, Ultimate, Minas đa phần là như vậy. Còn với những đấu mà có Yuxin thì Yuxin nếu mà những Fred anh ta thi đấu mà 5 trên 10 thì phải là hỗ trợ ăn được một nửa điểm hạ gục thì hơi bị ghê. Thế mà thật ra Minas cũng đã từng có một cái trải nghiệm cực kỳ ghê với lại Uzi rồi, tức là cái trận người ta đánh Tristana và Nami. À, Nami 4-0. Thì đó, Nami quốc cho 4 mạng khiến Tristana lát họ bức bối quá nhảy hẳn vào trụ để cố gắng kiếm mạng. Cũng không phải là không có kinh nghiệm tới chuyện mà hỗ trợ của mình ăn nhiều. À, nhưng mà trận này thì Yuxin sử dụng, mặc dù là Star vị tướng mà đánh thiêu đốt cũng khá là dễ, nhưng mà anh quyết định chọn kiệt sức để chắc là để tránh tối đa những trường hợp mà lỡ tay kiểm soát những cái điểm hạ gục của đồng đội. Chắc là kỹ sức thì nhắm vào vị trí của Pantheon cộng với lại Lissandra thì phần nhiều, vì nếu khả năng mà tiếp cận của Lissandra và Pantheon tương đối dễ dàng, và chỉ cần một chiêu cuối trời sập đó thì gần như tiếp cận vị trí Minas rồi, thì Yuxin gần như lúc nào sẽ đứng kế bên dùng cho mình kỹ sức giảm phần nào lượng sát thương để khiến cho Minas an toàn nhất có thể. Trận đấu mà chúng ta thấy là Ray ở thời điểm hiện tại thì Ray đang nổi lên thực sự với cái sức mạnh mà chúng ta thấy trong những giải đấu gần đây, với chuyện mà và đặc biệt là kết hợp chung Lissandra. Chúng ta nói về cái bộ đôi này rồi, cái bộ đôi phải nói rằng họ rất dễ chơi đúng không? Anh luôn có nhớ tuần thi đấu trước mà bên phía Asusfest bắt đầu có một tình huống mà họ băng khu vực đường giữa, hai cú chiêu cuối hai cuộc thành công hai người ngay lập tức, bởi vì cái lượng dồn sát thương là cực kỳ lớn và cái mục tiêu mà bị dính chiêu cuối Lissandra lúc đó bạn không làm gì được cả, và cái chuyện mà Ray dồn hết tất cả mọi thứ vào bạn nó rất là dễ dàng. Một lượng sát thương cực kỳ lớn như vậy dồn vào một khoảng không ngắn thì rất khó cho bạn có thể chống đỡ được. Đó là khi mà bên phía đó họ làm thì họ nhắm những cái vị tướng này mạnh, vị trí vừa cuối Ray thật sự không phải là vị tướng mà sát thương, vì cái chiêu thức đi đường nó thật sự mạnh lắm, với cái đạn ghém đó bạn chỉ thể kéo máu đối phương phần nào đó thôi. Còn với Lissandra thì chiêu thức rất là nhiều sát thương nhưng mà nó chia ra nó rất khó, bạn có thể hạ gục đối phương ngay tức nó dồn tất cả vào cái chiêu cuối đó, vừa giữ chân đối phương khoảng thời gian vừa làm chậm và thêm cái lượng sát thương lớn gây ra, thì hai vị tướng này kết hợp với nhau lượng sát thương gần như là khổng lồ. Thì chắc là nếu mà vị trí của anh Aoyeye ta khỏe ta mới chống chịu được thôi, còn những vị trí còn lại như Zavan hay là vị trí của Ultimate, tôi nghĩ là ăn hai cái chiêu cuối này rất khó. Vì khi mà Zavan đi rừng thời điểm hiện tại mới lên cho mình sát thương chứ không thể nào lên cho mình chống chịu sớm được cả. Bạn lên đao đụng độ đầu tiên để có thể tăng sức mạnh trong pha tấn công đầu tiên của mình. Nhưng mà Ray hồi nãy anh nào có nhắc ra chuyện là phụ thuộc phần nào đó về chiêu cuối, chúng tôi có đã nói về điều này. Nhưng mà cái cách lên đồ của Ray ở thời điểm hiện tại, tức là phô cực kiếm xong hướng tới cho mình cái kiếm Mayumu, nó sẽ phần nào đó nó
kiểm soát được cái chuyện là những tình huống mà không có chiêu cuối, anh ta vẫn có thể có những pha xử lý tốt bằng cái rút súng nhanh cộng với cái Mayumu được, với một lượng sát thương bằng những đòn đánh thường cực kỳ mạnh mẽ trong khoảng thời gian đó. Như cái Mayumu thì đa phần mà những người mà chơi mà khi mà phải đi đường về nhà quá nhiều như vậy bắt buộc phải lên cho mình đó là cái kẻ hung ác đó, thì bạn mới phải lên cho mình cái Mayumu. Còn nếu như thật ra đi đường bình thường và cho mua cho mình được bùa kiếm sớm luôn thì sau lần đó về nhà cố gắng để dành tiền mua cái song kim, cái lợi chí mạng sẽ lợi thế hơn. Và khi mà cái Mayumu chỉ được 4 giây thôi, còn khi mà có cho mình đó là cái song kiếm và di chuyển lên cái dây điện static hoặc là cái ma vũ song kiếm, thì cái phần trăm chí mạng và cái lợi thế rất nhiều đến từ cái rút súng nhanh đó, nó sẽ khiến cho Ray bắn được lẹ hơn và phần trăm chí mạng cao hơn nhiều. Bây giờ thì chúng ta đã chính thức đến với ván đấu đầu tiên, cuộc đối đầu giữa F5 và Team Infinite. Yuxin, một điểm đặc biệt đó là anh ta khởi đầu với một con mắt thường để giúp cho F5 sẽ kiểm soát được một khu vực. Có nghĩa là khả năng dẫn vào các quyền lợi của mình sớm trong khoảng ngay đầu cực kỳ tốt. Với việc là Yuxin đang di chuyển từ hướng nhà của mình ra vị trí bùa xanh gần rồng, thì có thể con mắt này nó sẽ dành ở vị trí kiểm soát bùa xanh của bên phía F5 để cho bên phía của Jinky có thể thoải mái trong những tình huống di chuyển ở bên phía phần sân bùa đỏ của mình và thậm chí là qua phần rừng đối phương trong khoảng thời gian đó. Và cái đội hình của bên phía Infinite thì thực ra không có khống chế cứng nào cả. Nếu ở vị trí của Flotty ta nâng cho mình đó chiêu quy thì chỉ có thể làm chậm đối phương thôi, còn phần lại chỉ là những cú sát thương trên diện rộng và lớn. Di chuyển vào, Oyeye sẽ thấy và sẽ lùi về thành công thôi, cắm cho mình con mắt, không có gì khó khăn cả. Ta có thể đi về đồng đội của anh ta. Trong khi đó khu vực đường dưới thì ba thành viên phải sợ đối phai, họ sẽ di chuyển qua rừng của đối phương, hoặc là có thể tình huống mà Minash di chuyển về quyết định đổi được. Con mắt thường đỏ của Yuxin nó được cắm ngay rồng trước hang rồng. Họ có ý định ăn rồng sớm, tức nghĩa là họ muốn đổi đường đó, giống như bên phía sau khi mà họ muốn đổi đường khu vườn trên đó, họ cắm thì đem phiên bản 4.20 tiếp bạn chuyển khu vườn trên thì đối phương với ba người người hỗ trợ đi rừng và thêm cả khu vườn trên có thể dễ dàng nhảy múa xuống một con rồng ăn cho mình con rồng rất sớm. Con mắt này nhằm kiểm soát việc đối phương nếu ăn rồng từ quá sớm, Jinky cùng với là Oye sẽ hai người thêm cả di chuyển ra cố gắng phá rõ đối phương, như vậy thì đối phương không thể nào ăn rồng cách thành công được cả. Con mắt này nó khiến cho Mina khu vườn trên nó sẽ thoải mái hơn rất nhiều, ngưng động đến cách tương đối dễ dàng. Như vậy đúng là hoàn toàn chính xác, F5 đã đưa ra quyết định đổi đường của mình. Mina xuất hiện ở khu vực đường trên và trong khoảng thời gian đầu thì chắc chắn Oye sẽ đi chung với lại Jinky để có những điểm kinh nghiệm đầu tiên của mình tránh việc ra đường, bởi vì lúc này đối mặt với lại Nami cộng Ray ở khoảng thời gian đầu với việc là Malphite cấp 1 không phải là dễ dàng gì cả. Hai hướng di chuyển của hai người gần như là tương giống nhau, vì cả hai anh như mình đó là hai cốc trước sau di chuyển ra bùa xanh. Và với con mắt được cắm ở cái con bùa đỏ đối phương thì ít nhất bên phía sợ phai họ sẽ biết thời gian di chuyển ra, nhưng con mắt này thì chỉ là con mắt 1 phút thôi nên nó gần hết rồi. Ở khu vực đường giữa, Optimus nãy giờ đang đánh rất lùi, anh ta hạn chế tối đa việc sử dụng kỹ năng của mình để cho Frosty là người chủ động đẩy lên trước. Đây là một điều cũng khá dễ hiểu khi bạn đổi đường, khả năng xuất hiện của bộ đôi đường trên và rừng ở trong khoảng thời gian đầu là khá cao. Có thể Optimus đang chuẩn bị sẵn sàng cho việc để đón Jinky ra khu vực đường giữa trong cái tình huống mà Frosty đang đẩy cao liên tục như thế này. Thế nghĩa việc anh ta cố gắng như vậy thì ta sẽ hạn chế lượng máu anh ta mất và khiến cho anh ta đi đường giữa khu vực an toàn hơn. Vì với Lissandra khả năng kéo máu nó là vô cùng tuyệt vời luôn, gần như năng lượng lúc nào người ta cũng có, cô ta cũng có cả, thì đẩy lùi như vậy thì ít nhất mất cho mình nửa lượng máu thôi, nhưng chỉ lính vẫn ngang bằng so với đối phương là một điều rất tốt của Zed. Và Optimus khởi đầu cho mình với kiếm dài cộng với rất nhiều những bình máu, do đó khả năng trụ đường của ta trong khoảng thời gian cũng khá là tốt. Frosty nếu như không kiểm soát tốt những tình huống sử dụng kỹ năng của mình, Lissandra thì chắc là vấn đề năng lượng trong khoảng thời gian đầu chứ không phải là vấn đề gì quá lớn. Nên tôi nghĩ là nếu cô ta sử dụng tốt lượng năng lượng có thì canh thời gian cái nội tại hồi lại thì vẫn có thể kéo máu đối phương từ đó dễ dàng thì đây. Nhưng mà việc của Optimus giờ đây ta thấy việc lính đẩy lên quá cao rồi, không có tầm nhìn ở hai bên, quyết định chơi lùa một tí, quyết định chính xác của Optimus vì ta không biết rằng người rừng của đối phương này ở đâu cả. Thời điểm này thì Sherry cộng với Renrin đang ở khu vực bùa đỏ, thì họ có hướng di chuyển ở khu vực đường giữa gần nhất là theo vị trí này, nhưng họ không ra đường giữa mà họ đang tiến xuống khu vực đường dưới. Như đã nói, con mắt 3 phút của Yuxin nó vẫn còn tồn tại được thêm một khoảng thời gian nữa, và Yuxin rất cẩn thận trong việc kiểm soát tầm nhìn xung quanh khu vực hang rồng này để chắc chắn rằng bên phía Infinite không có những tình huống ăn rồng mà F5 không nắm được. Không muốn băng trụ và hạ gục Oye nhưng sẽ tương đối khó ở đây vì Optimus đã di chuyển xuống rồi. Địa ngục chính xác làm chuyện chính xác, sát thương bắt đầu dồn vào, né sát thương khá là tốt. Sherry bị trụ bắn 2 phát, anh ta tốc biến bỏ chạy, Optimus lao theo, có một cú hồi máu, có thiêu đốt, Optimus hạ gục đối phương nhưng anh ta cũng đang gặp nguy hiểm. Anh ta đã về được tới trụ, trụ 2 sẽ bảo vệ anh ta và đó là một tình huống 1-1. Nhưng bây giờ Jinky xuất hiện hất tung được hai người lên, Hobbit một phát đánh thường nữa thôi, Hobbit tốc biến nhưng ngay lập tức Yuxin combo không thành công lắm và Hobbit vẫn đang sống. Cú dịch chuyển của Oyeye, Optimus dứt điểm vị trí của Hobbit, Oppa đang chạy, vị trí của Renrin cũng chạy, combo tốt của Jinky nữa và Oppa nằm xuống double kill cho Optimus nhưng Frosty xuất hiện.
Optimus vẫn đang đứng phía sau. Rendrin thì hết máu. Frosty đang tự đặt mình vào thế nguy hiểm. Anh ta đang bị tấn công. Anh ta bị hất tung lên với Rendrin nữa. Đó là Yushiro Kukoboto và Frosty cũng nằm. Đó là 5 điểm hạ gục cho F5 và 4 điểm hạ gục dành cho vị trí Optimus khu vực đường giữa. Thì đây tôi không nghĩ có bất kỳ cách nào mà Frosty có thể làm gì được cả. Trong tình huống rồi, con mắt 3 phút đó đã khiến mình sẽ gọi phía phải. Họ nhận ra được di chuyển của phía Cherry cùng Randy xuống khu vực đường dưới. Họ biết rằng đối phương với 4 người muốn di chuyển vào hàng Oze. Nhưng với con mắt đó, bên phía sở phải họ phản ứng bằng việc di chuyển cả 3 người xuống khu vực đường dưới. Mặc dù Oze đang xuống nhưng người ta câu kéo một khoảng thời gian rất dài. Optimus xuống có cho mình đó thêm một điểm hạ gục. Và tất cả thành viên Team Phoenix họ đã dồn quá sâu vào giữa hai trụ đó phương, khiến cho Jinki cộng với Yushin cả ba người này có cho mình rất nhiều điểm hỗ trợ hạ gục. Đó là một con mắt, phải nói cái sự đầu tư con mắt đó là quá lời. Một con mắt có giá trị phải đem lại, nói chung là quá lời nhất trong lịch sử của Team Phoenix hiện tại thì có. Và rõ ràng Optimus 4 điểm bây giờ cầm lên hai cho bùa. Mình cái hai bùa cộng với gậy hung ác là quá dễ. Frosty đang bị đe dọa, anh ta có sự hỗ trợ, nhưng F5 tôi nghĩ rằng mạnh hơn trong tình huống này. Combo rất tốt của Yushin, thủy ngục trúng hai người, nhưng Optimus quá khỏe. Hotbit đang cố gắng bỏ chạy về được tới trụ, vẫn băng trụ từ bên phía của F5. Đó là Jinki hỗ trợ, là double kill cho Optimus. Anh ta đang bị đe dọa, nhưng Sherry không còn sát thương lẫn tốc độ để bắt được Optimus nữa. Điểm hạ gục thứ 6 cho Optimus rồi, bây giờ thậm chí là quay lại Yushin làm một tình huống gì đó mà tôi cũng không biết. Nhưng thôi, đi về là được rồi. Thêm một điểm hạ gục dành cho vị trí Optimus và 6 điểm hạ gục chỉ trong vòng 6 phút thi đấu. Cherry cộng với Opa lại muốn lao vào. Đó là tình huống mà F5 tôi nghĩ rằng ít nhất là họ nên lui về, không cần cố gắng phá con mắt hay làm gì cả. Optimus hiện tại giá của anh ta là rất cao. Nên là các thành viên phía Team Phoenix họ dồn cả 5 người ra khu vực giữa và tạo khoảng trống rất lớn khu vực giữa cho Oye. Cấp độ 5 rồi, sắp sửa cấp độ 6 cho phát mình trước cuối. Và từ nãy giờ không ai đụng đến Minas cả, anh ta vẫn ngưng động lính của khu vực trên. Chỉ lính của anh ta là tốt nhất trận đấu thời điểm hiện tại. Nhưng phải nói là việc Optimus nó quá xanh đi. Và cấp độ 6 sắp sửa đến gần rồi. Và khi mà cấp độ 6 thì bên phía kia còn quá xa so với anh ta. Anh ta chuẩn bị có thêm 110, tôi nghĩ anh ta đang kiếm lên cho mình kiếm răng cưa nữa. Và chỉ khoảng chừng tới phút thứ 10 thôi, anh ta sẽ cầm ra gậy hung ác, kiếm răng cưa cộng kiếm với lại kiếm hải tặc nữa, thì chắc chắn Frosty không thể nào chịu nổi bằng cái cửa nào cả ở khu vực đường giữa này. Chưa kể là sự di chuyển của Jinki và nãy giờ là cả Yushin liên tục ở xung quanh khu vực đường giữa nữa. Đây tình huống ở khu vực đường giữa vừa rồi, khi mà Optimus ta dụ rất tốt và anh ta lao lên đối phương, nhưng Jinki cộng với là Yushin cả hai này có mặt từ sẵn đó rồi. Và tình huống 3-3 di chuyển và tính toán thời điểm sát thương hạ gục thành công đối phương, băng vào trụ có cho mình thêm 2 điểm hạ gục nữa. Ở đây họ tự tin trong việc di chuyển băng qua rừng đối phương, không sợ vì Optimus thời điểm hiện tại đã rất khỏe rồi. Thiếu đốt của anh ta sắp sửa hồi lại sẽ là khoảng sát thương rất lớn và di chuyển qua rừng đối phương cắm cho mình ngưỡng mắt và phá luôn mất tiếng của đối phương. Họ đang có ý định cướp cái bãi chim biến dị này, ba người họ đang ở trong đây. Frosty chắc chắn cũng sẽ chỉ dùng quy ở phía ngoài mà thôi. Ngắn đó là một tình huống rõ ràng là cướp rất dễ của Jinki. Bây giờ thì Optimus, cái thời điểm mà anh ta đạt được cấp 6 là Frosty nên sẵn sàng chiêu cuối của mình để bỏ chạy mà thôi. Đó, ta có ta về đi. Giờ đây có cho mình chưa gặp được cấp độ 6 nữa. Optimus cấp độ 6 rồi, có thể băng lên bất kỳ lúc nào, nhưng ở phía sau bên phía Optimus ta biết rằng chắc chắn có một người luôn hỗ trợ. Vì ở khu vực đường dưới không có vị trí của Opa, không có vị trí của Hobbit, ở khu vực đường trên có Cherry thôi. Thì ít nhất hoặc là Cherry hoặc là Hobbit sẽ có mặt ở khu vực phía sau đó. Nên mà Optimus vẫn chơi cầm chừng để lính vào. Chỉ lính thật sự là không ấn tượng lắm, nhưng việc có 6 điểm hạ gục là quá lớn thời điểm hiện tại. Và khi mà Yushin bằng cấp độ của người rừng đối phương, anh ta di chuyển chung liên tục với đội Yoye cấp độ 6 rồi, thì con bùa xanh này bên phía sau Opa chắc chắn sẽ cướp được thành công. Họ đang kiểm soát hoàn toàn phần rừng của bên phía Team Infinite. Hồi nãy họ kiểm soát toàn bộ khu vực bùa đỏ, bây giờ họ di chuyển ra lấy bùa xanh, lấy được bùa xanh dành cho Optimus. Thậm chí là bây giờ Frosty cũng không có được bùa xanh. Optimus đang có một trận đấu, phải nói là một trong những trận đấu dễ dàng nhất trong sự nghiệp của mình ở tại GBL này. Anh ta đang đe dọa Frosty, xui là chỉ kéo máu được một cú quy mà thôi. Nó không chỉ là vị trí Optimus ở khu vực miền dưới đó, một mình Minas có cho mình cấp độ 7 dày và búa gỗ. Anh ta đẩy lùi cả hai thành viên đối phương đó, vị trí của Hobbit và thêm cả Opa nữa. Mặc dù anh ta có thể là không có tầm nhìn vị trí của bên phía Cherry đâu cả, nhưng biết được rằng đối phương cấp độ 4, không có sự đe dọa nguy hiểm, đối phương không có tốc biến nữa, nên có thể cho mình lợi thế về cấp độ di chuyển lên tấn công đối phương với những cú cuối. Bây giờ thì Optimus ở cấp 7, anh ta đang tìm kiếm Cherry nhưng lại chuyển hướng sang khu vực đường dưới. Nếu như ghé vào bùa đỏ đây là một cái mạng phải nói là vô cùng dễ dàng cho Optimus, nhưng anh ta muốn chơi kèo khó, xuất hiện ở đường dưới không vào. Nhưng mà từ nãy thì anh ta đi nghe con mắt xanh của đối phương khiến cho cái đường đó nó bị phát hiện rồi. Đây là sau khu đường dưới phương... vẫn vào, sử dụng chiêu cuối dính kiệt sức, giật ngược ra sát thương, tôi nghĩ rằng chắc chắn là không đủ. Opa chỉ mất khoảng chừng nửa máu mà thôi. Tôi nghĩ là dùng thiêu đốt quá sớm mà bây giờ đi về thì hơi khó. Frosty tới sử dụng luôn chiêu cuối, sát thương của ta chắc chắn cũng không đủ. Opa tới thì quá trễ rồi. Nói chung cũng rất dễ dành cho Optimus bởi vì đối phương thì hiện tại là yếu quá.
Chỉ có 2 Durant thôi, còn bên phía Ultimate đã có cho mình đó là thêm cả cái áo vải rồi, ngăn chặn lên lượt sát thương. Và khu vực trên khi mà Ozen đã vượt trội cấp độ Thor Rerin thì nó không khó cho anh ta chút nào cả. Có cho mình Thiên Mãnh Sư lên đường trên liên tục đẩy lùi đối phương về. Và với sự có mặt của Yushin thì bắt buộc Rerin phải di chuyển về. Có cho mình cái trụ tiền đấu khu vực trên và chỉ lính của vị trí Ozen nó gần như là gấp đôi vị trí của phía Rerin luôn. Nó là hơn gấp đôi luôn rồi, còn gì nữa, 24 x 2 chỉ có 48 nên ta có 51 chỉ số lính rồi. Và do đó mà cái cách anh ta lên đồ với cái giáp cái ngục sớm này thì chẳng khiên mãnh sư sớm này thì Rerin chẳng có chút xíu sát thương nào cả, anh ta đang lên sát thương vật lý thì đánh cho tới sáng may ra mất được cái giáp của Oye thôi. Và Oye cũng đúng khi ta lên cho mình đó là giáp, vì vị trí ta lao vào đa phần chỉ là ba thì Ray rất cần cho mình tốc độ bắn, thì lên khiên mãnh sư sớm lên cho mình tiêm băng cứ lao vào vị trí của ba giảm cho mình chịu e là gần như Oppa không thể nào có sát thương nữa rồi. Và ở khu vực giữa khi biết Flotty không còn chiêu cuối nữa, Jinky cộng với Yushin đang di chuyển ra, Minas sẽ tiếp, Ultimus sẽ tiếp cận trước, nhưng Cherry có mặt ở phía sau, anh ta đang chính là người gặp nguy hiểm. Anh ta nếu như đi vào cái bụi này, bên phía F5 biết đang đứng rình, họ bắt đầu tiến vào, Cherry đang bị tấn công, anh ta có tốc biến, chắc chắn có tốc biến bỏ chạy, cú dậm đó của Yushin không trúng, nhưng hai cú dậm liên tiếp, và Rerin anh ta đã ra đi ở trên không. Rất tiếc trong tình huống vừa rồi, khi Rerin anh ta thậm chí chi việc vừa kịp nó nhảy lên trước, sau đó anh ta được hất tung lên bởi Jinky và lão trần nữa hất tung lên thì nó rất khó tốc biến chính xác. Đó là tình huống sử dụng chiêu cuối của Optimus, sát thương chắc chắn là đủ, quay người đi rất lạnh lùng và đó là điểm hạ gục thứ 7 dành cho Optimus. Nhưng trước hết phải nói tình huống mà Jinky ta cầm bồi chưa tới, những cái tốc biến của ta đã hất tung thành công vị trí của Flotty, nó khiến anh ta không tốc biến được. Optimus rất dễ dàng việc dùng chiêu cuối lao vào và sát thương của ta là đủ để hạ gục, ta biết được rồi đó, quay lưng đi không có gì bị gì khó khăn cả. Và khi mà tất cả các đường của bên phía Sài Gòn Optifine họ đều vượt trội hơn về chữ lính thì ở thời điểm hiện tại không còn bất kỳ cách nào cho Team Infinite ở gồng gánh là cả. Rõ ràng đây là một trận đấu mà Jinky đang có một trận đấu mà tôi để ý nãy giờ bất kỳ một cú combo nào của anh ta đều chính xác cả, nhưng mà cái tỷ lệ của Lucy này hơi bị thấp hơn một chút xíu, ở đặc biệt là cái tình huống đầu tiên đó nó có thể dễ dàng hơn rất nhiều nếu như cái combo của anh ta vào Hotbit mà nó chính xác, nó làm mất thêm một chút xíu thời gian của F5. Nhưng mà nói chung là hiện tại mọi thứ vẫn đang quá dễ dàng dành cho F5. Vấn đề là Minas nên cẩn thận, nhưng mà Sherry mới chỉ cấp 5 mà. Anh ta chỉ cấp độ 5 thôi, chưa mình cấp độ 6 nữa. Và trong đợi một cú thủy ngục của Hobbit khi năng lượng còn quá thấp như vậy thì rất khó. Và bên phía Minas từ nãy giờ anh ta gần như đi một mình luôn. Không 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 là chỉ số của anh ta, trong đợi anh ta đã có 9 điểm hạ gục rồi. 111 chỉ số lực. Thì ấn tượng thật sự là biết mà. Nhưng mà thật sự anh bị thả đường thả ra như vậy thì cũng không khó lắm. Di chuyển xuống ăn rồng với lợi thế về người, Ozen đã có mặt ở khu vực giữa để phòng thủ và di chuyển ra. Thì với 4 người như vậy thì không khó đâu, phía sau phía khoảng mình còn rồng tiền nó này. Rồng này không phải là khó mà nó là miễn phí hoàn toàn cho bên phía của F5 luôn. Con rồng đầu tiên của trận đấu giúp cho họ thể hiện được rằng đây sẽ là một trận đấu mà họ sẽ hy vọng bằng chuyện là đầu tiên là lấy trọn vẹn 3 điểm trước đã và ngồi cổ vũ cho anh Phát Ultimate. Vì đây thì với việc ở khu vực đường trên lính lẻ lên khá cao thì Ozen sẽ di chuyển về, còn ở khu vực đường giữa đó thì từ nãy giờ Yushin anh ta không có hỗ trợ cho Minas một chút nào cả, đa phần anh ta hỗ trợ cho Jinky cộng với lại chiếc Ultimus thôi, cứ liên tục di chuyển lên khu vực đường trên ra khu vực đường giữa và di chuyển chung với Jinky, di chuyển qua đường đối phương khi biết rằng con bùa xanh sắp sửa hồi lại và sẽ cướp luôn con bùa xanh thứ ba trận đấu. Hồi nãy là họ là đội ăn con bùa xanh đó cho nên chắc chắn là họ có thời gian bùa xanh của đối phương, họ chuẩn bị vô cùng kỹ càng cho con bùa xanh này, cắm hẳn một con mắt ở trong khu vực bùa xanh, cắm tiếp con mắt ở phía bên ngoài này. Bây giờ mà muốn vào giao tranh mùa xanh cũng không được, bởi Frosty không có đủ khả năng làm chuyện đó. Optimus rất nhẹ nhàng bằng combo của mình, nhưng anh ta có thể bị đe dọa. Có chiêu cuối, nhưng Jinky xuất hiện combo vào Sherry, giọng đại địa chấn vô ấn tử thần. Yushin là người ăn được điểm hạ gục đó, may là Optimus còn được một điểm hạ gục tiếp theo. Bất kỳ lần nào vị trí Optimus bị tấn công thì đều có Yushin có Jinky có mặt ở phía sau cả, và những cú hút thông của anh ta rất là quan trọng. Trong tình huống vừa rồi khi mà Optimus gần như sắp sửa nằm xuống, nó điều chiếc cuối phát đi một lượng lớn sát thương, thêm cả vị trí của Jinky có mặt hất tung thêm cả Yushin nữa, mọi chuyện đã kết thúc khi Ozen dịch chuyển xuống và ta chỉ kịp đã giúp đỡ cái mình cái trụ thứ nhất của đường giữa thôi. Đây sẽ là cái trụ thứ hai dành cho bên phía của F5. Có lẽ trận đấu này mới phút thứ 14 rồi chúng ta đã biết kết quả của ván đấu đầu tiên rồi. F5 đang hủy diệt hoàn toàn Minas. Thật ra thì ta chắc cũng không quan tâm lắm chuyện đồng đội nãy giờ làm gì. Đây gần như là một cuộc đấu 4-4 và F5 thắng hoàn toàn trong pha 4-4 này. Jinky là người từ nãy giờ phải nói là bao sân rất nhiều, anh ta tiếp tục di chuyển chung với là vị trí của Yushin và những nơi ta có mặt. Anh ta 1-9 thì 10/11 điểm hạ gục thì đều có mặt của anh ta cả. Minas hết năng lượng và Sherry đang chặn đường, có một cú hỗ trợ rất tốt của Yushin đẩy rất đơn giản ra vị trí của Sherry. Sherry anh ta dùng chiêu cuối rồi nhưng Minas thoát rất tốt qua cái khe cửa hẹp đó bên phía bên trái đó, khiến cho khi mà Yushin có mặt đơn giản hỗ trợ gì đây
di chuyển về nhà, coi cho mình tam hợp kiếm từ phút thứ 15 là rất sớm so với kia up 3 cho mình, đó là hai mảnh của một kiếm thôi. Xuống khu vực đường dưới, tôi nghĩ chắc anh ta là một lần một mình nó đẩy một đường, và đồng đội của anh ta sẽ đến nốt những phần còn lại. Áo Gia Gia thì với hai mảnh đó thì bị nhà sáu cho mình giáp lửa, và với giáp lửa thì khả năng mà anh ta lao vào vị trí của up 3 sẽ tốt hơn rất nhiều. Đối phương gần như không có lượng sát thương lớn là gây ra vào người anh ta cả. Chẳng có cách nào mà bây giờ up 3 có thể bắn được cả, khi mà anh ta mới chỉ có kiếm BF cộng với cuốc chim mà thôi. Cái vô cực kiếm của anh ta chắc là còn rất lâu nữa. Người được đẩy xuống một mình đường dưới ở thời điểm này là Optimus chứ không phải là Minas nữa. Với lượng trang bị này của anh ta, tôi nghĩ rằng một chấp hai cũng được, chẳng có vấn đề gì cả. Có thể anh ta không hạ gục được một thành viên đối phương, nhưng anh ta có thể sử dụng chiêu cuối là lui ra rất dễ dàng. Chấp 2 thì được, nhưng mà chấp 3 chắc là khó như đây. Cherry chấp 3 đây. Và chắc chắn anh ta không chấp 3 nổi, Minas là người có đặc điểm hạ gục đó. Optimus vẫn đang lấy tầm nhìn ở đây. Ba thành viên đối phương ở đường dưới thì thoải mái cho F5 tấn công ở khu vực đường giữa trụ 2 của Infinite đang bị đe dọa. Pha di chuyển này về Frosty nó chắc chắn cũng không kịp, bởi vì với tam hợp kim cái trụ này không chống đỡ nổi. Rồi, combo hụt. Và nhìn cái lượng máu của Renrin, tôi không nghĩ anh ta chống chịu nổi hai cú hất thùng đến từ phía sau Party 5 luôn. Nhưng mà lượng máu này khá thấp, máu chỉ có khoảng 900 mấy thôi, vì với chỉ cần hai cú hất thùng rồi gieo thêm cả Jinky thì chắc chắn ta phải nằm xuống thôi. Như đây AOJ rất khỏe rồi, tất cả thành viên phía sau Party 5 đều khỏe cả, không muốn di chuyển đâu cũng được cả, vấn đề là họ chọn đường nào để đẩy thôi. Bây giờ thì Yushin tôi nghĩ là anh ta nên hạn chế những cú combo này để tăng, để giảm cái tỷ lệ mà combo hụt của anh ta đi. Anh ta cứ để cho Jinky vào trước đi, bởi vì nãy giờ Jinky vào trước một cách vô cùng chính xác, cứ hất tung lên trước rồi anh ta ăn hôi đau sau rất dễ. Bên phía Team Phoenix ở đây họ chỉ có thể chia đường ra phòng thủ thôi, rất khó cho họ, cứ đối phương đẩy đường nào thì họ sẽ đẩy đường ra phòng thủ, họ không thể nào kiểm soát được tầm nhìn cả, vì gần như hai khu vực rừng vừa xanh vừa đỏ của họ đều bị đối phương kiểm soát hoàn toàn. Optimus dễ dàng kể từ khu vực dưới xuống, anh ta di chuyển qua rừng đối phương cướp nốt những bãi rừng, sau đó là khi thấy một mình vị trí ở ba khu vực dưới thì xuống đẩy. Còn với ba thành viên khu vực trên này với tao hợp kiếm sát thương rất lớn, không khó để phía sau cái file họ cứ tiếp tục đẩy áp lực cả ba đường, thêm cả đang kêu gọi Jinky lên khu vực trên. Chúng ta thấy cái độ yếu của Renrin nó được thể hiện trong cái tình huống mà cái trụ hai bóp giáp cho anh ta. Máu của anh ta yếu tới độ một cái lớp giáp nhìn nó kiểu như là 1/3 máu của anh ta vậy. Thì nói chung là muốn phòng ngự cũng không được nữa, sớm thì muộn bên phía F5 cũng chuẩn bị băng trụ để hạ gục bên nó Infinite mà thôi. Còn cái đường dưới đang có một pha giữ mồi. Con mồi là up 3, người đi câu là Seri, con cá là Optimus, để xem cái màn kịch này nó sẽ diễn ra như thế nào thôi. Để xem Optimus anh ta liệu có vượt qua thử thách 1-2 không. Nhưng mà nếu mà Cherry anh ta xuống quá chậm ở chiêu cuối đó thì nhiều khi bị trí ba nằm xuống trước rồi thì anh ta mới skip xuống mà. Thôi. Người đi câu đã về mà cá thì còn lại, cái này là hết chạy. Optimus bắt đầu lao vào ai ăn, và đó là Minas với pha dứt điểm cuối cùng. Có pha băng trụ cực kỳ dễ dàng của phía sau phải bên phía Yushin bật chiêu cuối rồi. Bây giờ nó khỏe lắm, sát thương dồn vào dung ngay không thể cản phá qua tường, nhẹ nhàng thoát đi. Rồi, xong tiểu hai gục vị trí ba thì di chuyển có cho mình luôn cái trụ thứ hai khu vực dưới, và khi mà không kiểm soát tầm nhìn trong khu vực rừng của bạn thì đối phương băng thẳng vào trụ hai của bạn và hạ gục bạn một cách cực kỳ đơn giản. Tiếp theo gục thứ hai cho vị trí của Minas, nói họ không kiểm soát cũng không đúng. Họ vừa cắm con mắt này mới cắm xong rồi, họ có một con mắt ở bên này cắm cũng khá lâu rồi, nhưng vấn đề là F5 đã đi theo cái con đường nhỏ này đi xuống, cho nên là vị trí của F3 không phát hiện ra được. 13-2 và cuối cùng thì Minas cũng đã tham gia vào những pha giao tranh của F5, và ta vừa tham gia được hai tiếp theo gục thì lên cho ngay cho mình đó kiếm ngồi kính. Dễ thôi, mà trận này thì nói chung là lên chút xíu nên ta mua thêm sách chiêu hùng Mesa cũng được, không vấn đề. Ta từng có trận đấu ta lên hai món luôn rồi. Khúc cuối đó. Khúc đầu ta mua khúc đầu luôn. Ta thấy như bữa tại VCSA cũng có một đội mà tới gần hết game thì hỗ trợ và rừng lên thêm kiếm hội kính với lại Mesa cho nó đẹp. Đứng trên và chẳng làm được gì cả. Đây là con rồng 2. F5 xuống, tôi nghĩ rằng với chỉ 3 người thôi thì họ đánh 3 đánh 5 chắc cũng được. Từ nãy giờ thì Team Phoenix họ đứng rình, nhưng đứng trên mắt đối phương dịch chuyển từ phía sau OEG và ta sẽ chặn được cả 4 thành viên đối phương. Đó, phát hiện ra OEG nhưng bây giờ ta không thể cản phá. Anh ta đang bị dính thuyền ngục, anh ta tốc biến bỏ chạy, anh ta tạm thời vẫn chạy được. Optimus vẫn chưa dám vào, Optimus không dám vào để cho OEG lên bảng điểm số. Anh ta là không có tầm nhìn đối phương trong khu vực đó và ta là dịch chuyển xuống, anh ta tiếp tục đi vào. Ta không có xong thời gian phá thì cho dù anh ta có khỏe cỡ nào thì 1-4 cũng khó lắm bạn ơi. Đúng rồi, anh ta quên là không thể cắn phá, hồi nãy mới dùng mới bỏ chạy xong. Mà chưa hồi lại. Nhưng chắc là đồng đội kêu là xuống đi, ăn rồng xong rồi lên. Không ai lên cả, chỉ có Optimus đứng nhìn. À có Minas bay lên, nhưng mà lúc đó thì xong luôn rồi. Giờ đây thì vị trí của Oppa là người rồi, chọn. Renrin băng trụ, đó là pha xử lý. Không có nhiều tác dụng lắm của Optimus. Còn ở khu vực dưới đó, Oppa là người được đi cầu tiếp và Cherry đứng đợi. Tóc biển làm choáng, lướt lên nhưng Minas đã né, à không, vẫn dính sát thương. Nửa cây
máu. Nhưng anh ta vẫn khá khỏe. Nhưng lại bắn chiêu cuối đó hụt, bị dính một cú chí mạng. Còn anh ta bắn được và anh ta quay lại dứt điểm luôn Cherry. 1-2, tốt. Cấp 12 đó đầu với lại phiên kia là cấp 10 cùng với lại cấp độ 8. Thì nếu thi đấu tốt với tao học kiếm và do đây sau 2 điểm 2 gục vừa rồi có cho mình đó là thêm được 4 stack của tao của cái kiếm hồi kính rồi. Sát thương ở đây rất nhiều. Nhưng mà rõ ràng đó không phải là pha có thể chấm điểm cao Minas được. Chúng ta thấy có khá nhiều những tình huống mà R hụt của anh ta bắn trúng thì mọi thứ nó không nguy hiểm đến như vậy, không bị đe dọa tới khoảng những mức 3 phần tư máu. Nhưng mà nếu mà 2 đấu 1 thì với cả hai phép hỗ trợ thì gần như là với phía kia up 3 lại còn cho mình cả tốc biến lên hồi máu mà anh ta vẫn không dùng nữa cả. Nên anh ta không tính toán tốt được sát thương của vị trí Minas thì anh ta phải trả cái giá khá lớn như đây. Minas với 9 điểm kiếm hồi kinh, sát thương là phải nói là vô cùng lớn, di chuyển vào cướp luôn con bùa đỏ của đối phương. Baron ra rồi, phút 20, nếu tôi nghĩ họ có thể di chuyển ăn cho mình Baron, tấn công trụ đó phương tương đối dễ dàng hơn. F5 hoàn toàn có khả năng chấm dứt trận đấu này trước phút 30 và tôi hy vọng rằng họ sẽ làm như vậy bởi vì không thể cản phá vào, dấu ấn tự thần chưa dùng, câu được hai chiêu cuối, trời sập được dùng luôn. F5 đang lui ra, Cherry đáp xuống, Optimus có thể bị tắt điện, đó là dấu ấn tự thần của Renrin, bị làm choáng dính thủy ngục, giật ngược trở lại, bị tắt điện bởi vị trí của Cherry. Và đó là tình huống mà Fizzle với Fire họ không tính đến việc mà Flotty còn cho mình chiêu cuối. Thêm cái chiêu cuối vị trí Hobbit nữa. Những chiêu cuối này hỗ trợ rất tốt trong tình huống lao vào tấn công đó. Và khi đã sai lầm rồi, Oyege bỏ mặt quay đi nhanh để lại Ultimate, không có gì khó khăn cả. Nó không còn tốc biến nữa. Cái phần thơ bóng tối của anh ta cũng đã không còn nữa. Và khi ta bị đập xuống lần đầu tiên trong trận đấu này, đó là pha tắt điện và giúp cho vị trí Cherry chắc đang cầm khá là nhiều tiền. Cộng được 700, 500 tắt điện trong tình huống vừa rồi. Để xem họ câu được thêm bao nhiêu thời gian mà thôi. F5 đang di chuyển xuống khu vực đường dưới. Nhưng mà thật ra họ cần tấn công trụ đường trên này chứ, bởi vì đây là cái trụ ngoài còn duy nhất của bên phía Infinite. Nghĩa là họ muốn di chuyển vào rừng đối phương và kiếm cho Minas điểm hạ cùng thì đúng hơn về Zalo vừa cho mình đó là kiếm đó. Sách chiêu hồn mẹ dài đúng nói rồi. Là cỡ nào cũng lên kiểu này mà. Đây là pha giao tranh mà hai thành viên bên phía của F5, mặc dù họ là những người lẽ ra là không có sát thương, nhưng chúng ta thấy rằng bởi vì Cherry quá yếu đi cho nên những combo nhẹ của bên phía Yushin và Oyaya cũng kéo gần nửa cây máu của anh ta. Và sau khi đẩy xong ở khu vực đường giữa, vị trí Ultimate được di chuyển xuống khu vực đường dưới, chi đường này tốt hơn rất nhiều, giờ đi lên khu vực đường trên tấn công. Lượng trang bị đã đủ rồi nên Minas có thể dễ dàng để trụ và thậm chí là anh ta định đi vòng phía sau chủ đồng đội của anh ta Yushin và Oyaya đứng đây. Chiêu cứu Oyaya đã hỏi lại rồi, hai cú hất tung là sẽ hạ gục được một thành viên, chắc chắn là như vậy. Và do đó bên phía của Infinite không làm được gì cả, họ bắt buộc phải bỏ cái trụ thứ 6 của mình, bỏ mặt nó phía ngoài. F5 tiến vào và có tới 3 người của Infinite ở khu vực đường dưới thì chắc chắn không thể nào đủ người phòng ngự ở đường trên được. Nó tin ta rất khó chứ cuối ta chưa hỏi lại nên thật tiếp cận đối phương được cả. Đồng hồ két có rồi nhưng có đồng hồ két nữa mà cũng không thể nào gây đối phương được. Đây thì với 4 người cứ tự tin di chuyển vào hạ gục nốt nhà lính của đối phương la lên quá nhiều thì lùi về vị trí Ultimate phục dưới sẽ đẩy vào. Đẩy cả hai đường như vậy thì Phoenix gần như không có bất kỳ cách nào để kháng cự. Optimus phá con mắt tim, sử dụng dấu ấn tự thần, Opa cố gắng chạy và Frosty tới sử dụng chiêu cuối. Optimus chống cự được hay không, anh ta giật ngược được ra ngoài với khoảng chừng 35 máu thoát đi. Trong khi đó ở khu vực đường trên, Renrin cũng may mắn thoát đi với lượng máu tương tự và nhà lính ở khu vực đường trên đã mất. Thủy ngục không trúng ai cả, Oyeye băng vào khi mà Zinky đi ra. Frosty bật cho mình đồng hồ cát, Minas có được điểm hạ gục đỏ. Đây có thể là tình huống dứt điểm trận đấu nếu F5 muốn. Nhưng hình như là họ đi về. Họ không còn đủ năng lượng để thể tiếp tục tấn công đối phương nữa giờ đây. Cherry quay lại và đó là Cherry bị hất tung lên. Anh ta đáp xuống được nhưng đã lên bảng đem số. Zinky là người dứt điểm. Họ có mắt cắm rất tốt và với tình huống tấn công vừa rồi và thêm những điểm hạ gục được dành cho vị trí Minas nữa thì anh ta chỉ ngày càng mạnh lên hơn rất nhiều thôi. Và trong tình huống vừa rồi khu vực dưới đó, Ultimus anh ta biết rằng Flotty tới rồi, anh ta có thể dùng R để thoát ra nhưng anh ta vẫn cố gắng rướng để tấn công vị trí của Opa và đã khiến anh ta rất may mắn để thoát với 33 máu đó. Như Frosty quên sử dụng thiêu đốt thì phải. Lúc đó cái tình huống chúng ta thấy Frosty còn thiêu đốt. Có sự, nếu mà có là anh ta đã xong rồi, mình đã Optimus xong rồi tình huống rồi, anh ta thoát đi với chỉ 20 mấy máu thôi. Anh ta lại nghĩ là như đó đủ là lượng sát thương đã của Optimus rồi. Tính thiếu một chút xíu. Optimus vừa đi ngang qua mắt thì Oppa chắc chắn là xách súng chạy thẳng về nhà thôi. Ê, xách súng vào rừng kiếm luôn chứ. Kiếm. Ghê vậy. Rồi Minas về nhà, anh ta lại không lên cho mình trang bị sát thương vật lý mà lên cho mình nó mặt nạ ma ám thì anh ta đang thi đấu kia sức mạnh pháp sư. Anh ta là pháp sư của bên phía của em, thậm chí chắc bán luôn cái tam hợp kiếm. Thấy thiếu sức mạnh phép thuật thì giờ lên cho mình sức mạnh phép thuật sẽ mạnh hơn rất nhiều. Lên khu vực đường trên để áp lực để di chuyển vào con Baron này. Nhưng với lượng trang bị này thì Minas tấn công Baron nó sẽ tương đối là lâu một tí. Có cho mình đó là bùa xanh, khả năng cây máu là tốt. Minas khu Ultimus ở khu vực đường dưới để lính vào như vậy. Họ sẽ di chuyển ăn cho mình con Baron này. Infinite đã hình như là họ surrender rồi thì phải. À đúng rồi.
Bỗng nhiên ta thấy Frosty sử dụng hầm ngục hàng băng vào mặt mình và là xong. Như vậy là Infinite quyết định chấm dứt sớm nỗi đau của mình ở trong trận đấu này, một trong những trận đấu dễ dàng nhất của F5 ở trong năm 2015 này. Bởi vì đây là trận đấu đầu tiên của họ ở mùa giải mới. Nói đầu như vậy rất dễ. Tôi nghĩ mọi thứ nó bắt đầu từ phút thứ 5 thôi. Đó cái pha mà 4 mạng cho Optimus nó rất là nhiều và bên phía bên kia là dịch chuyển liên tục tới và 4 đi hạ gục. Xong đó là tình huống bắt đầu tiếp theo. Mọi thứ kết thúc khi mà ra khu vực liền giữa, Optimus có cho mình thêm 2 điểm hạ gục. Từ phút thứ 6 bạn có 6 điểm hạ gục như vậy. Lượng trang bị của bạn là vượt trội so với đối phương và tất cả những người Việt chia đường của phía Optimus. Họ lợi thế rất nhiều. Ở khu vực liền trên đó không mà đụng đến Minas cả, ta một mình một đường. Còn nếu ở khu vực đường dưới, ôi yeah, thoải mái thì đối phương đã dồn cả 5 người ra khu vực đường giữa. Còn ra khu vực đường giữa là chết rất là nhiều. Chúng ta thấy rằng đây là một bài học rất rõ ràng khi mà bạn bước vào một trận đấu với một chiến thuật và một kế hoạch rõ ràng nó có lợi. Nhưng mà chính cái con mắt. Vị trí bùa xanh, bùa con rồng đó là quyết định gần như là 90% kết quả của trận đấu này với một pha mà Infinite đi trong tầm kiểm soát của F5. Và xin chúc mừng F5, nhưng đây mới chỉ là 50% yêu cầu của họ ngày hôm nay mà thôi. Họ vẫn phải thắng ván 2, lấy trọn vẹn 3 điểm để xem Minaski đánh với Anfas Ultimate như thế nào. Chúng tôi sẽ trở lại khi ván 2 giữa F5 và Infinite sẵn sàng bắt đầu.